Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để blending màu gọi là gì? Trong sáng nhẹ nhàng mờ ảo. Không biết đâu. Nói chung là cái màu rất là nhẹ nhẹ và nó huyền ảo lắm. Ok. Thì đối với cái thể loại cái kiểu blend này á thì nó phù hợp cho những cái ảnh chụp pin xóa phông, đặc biệt là càng xóa mạnh thì càng đẹp. Mà nếu như các bạn xóa phông mà chụp ở những cái bộ mà chụp ở đồng cỏ á, thì nó lên đẹp nhất. Tuy nhiên là chụp ở những cái bối cảnh khác cũng được, nhưng mà nó cảm thấy là nó sẽ hơi xanh xanh, cho nên nó sẽ rất là làm mát mắt của mình. Nên là chụp đồng cỏ mình cảm thấy là áp dụng ở hình đồng cỏ là đẹp nhất. Có một cái này nhưng mà lưu ý ha, đối với cái thể loại này thì chúng ta chỉ áp dụng tốt nhất vào những cái ảnh mà có độ sáng cao, độ sáng cao ha, và tương phản thấp. Ý là tương phản thấp nhưng mà ý là nó vừa đủ đó, nhưng nó không quá cao so với những cái ảnh ví dụ như là ảnh chụp ngược sáng nhưng mà các bạn để độ contrast cao để mà mình tạo thành những cái bóng đen chẳng hạn, thế thì cái đó là mình không áp dụng được. Chỉ áp dụng được những cái ảnh mà trong trong sáng kiểu như thế này thôi. Ok, để bắt đầu thì mình có bức ảnh này ha. Giờ mình sẽ làm gì, là nhân đôi background lên. Luôn luôn, lúc nào cũng vậy. Thì để bắt đầu thì mình sẽ xử lý sơ qua, ví dụ như là tăng sáng rồi nét các thứ. Ở đây nét thì mình cảm thấy là ok rồi, mình không có tăng thêm gì nữa. Có lẽ là tăng thêm chút đi. Ok, thì mình sẽ tăng sáng bằng curve, tăng sáng để là luminosity. Sau khi tăng sáng xong thì mình giảm ở bên black xuống một chút xíu để mà nó tạo được cái độ tương phản nhẹ. Và mình sẽ để chế độ blending mode là luminosity, tức là chỉ áp dụng vào trong cái độ sáng thôi, không ảnh hưởng tới màu sắc. Ok, thì mình đều vừa tăng sáng rồi. Tăng sáng xong ha. Mình sẽ tăng cần tăng contrast không? Tăng lên chút xíu đi. Được. Xíu thôi. Ok. Sau khi xong tăng nét. Tăng nét mình sẽ trở lại background này ha, và mình sẽ vào filter. Sharpen Unsharp Smart để cho nó nhanh. Radius vừa phải thôi. Về cái cách sử dụng này thì cái cách mà chúng ta tăng độ nét á thì mình có hướng dẫn ở cái tút trước rồi. Các bạn vào đây coi lại cái cách làm ha. Ok. Thì đã xử lý xong sơ bộ. Giờ mình sẽ Ctrl Shift E gộp hết lại làm cho nó gọn tí xíu. Và mình sẽ bắt đầu với việc là làm cho cái vùng bên ngoài nó xử lý da đi. Ở đây có hơi no chút xíu. Xử lý da mà xử lý ở chụp outdoor kiểu này á thì mình không có áp dụng những cái high end retouching giống như kiểu là retouch face, retouch mặt á, da mặt rồi các kiểu. Những cái đó là mình ít khi nào áp dụng được, chỉ khi nào các bạn chụp ảnh trong studio, chụp cho người mẫu chẳng hạn, thế đòi hỏi độ phân giải rất là cao, và chụp cận mặt thì mình đã làm được. Còn với những ảnh như này khi xóa phông rồi á thì cái vùng mặt thì đa phần nó sẽ mất gần hết cái chi tiết rồi, chẳng còn da đâu mà lên chi tiết. Ở đây mình sẽ xử lý một số cái vùng thừa như là cái mụn hay là có cái vết gì đó đây không cần thiết thôi. Và để xử lý nhanh thì mình sẽ sử dụng một cái plugin cũng khá là thần thánh, thì đó là Emanomic Portraiter. Các bạn nào chưa có thì lên Google search phát là thấy ha. Ở cái những cái thông số này mình không quan tâm, mình chỉ cần xài cái preset là smoothing là 2 là được rồi, đó là độ mềm mại á, nó cao nhất. Ở đây mình không lo lắng tới cái việc là bị mất chi tiết da này nọ ha, bởi vì nó cũng chẳng còn gì để mà mất nhá. Nên là mình sẽ cứ làm sao cho nó thật là mượt là được rồi, miễn sao nó đẹp mắt thôi. Này không phải là ảnh nghệ thuật, cũng không phải là ảnh chân thực báo chí gì hết, cho nên là mình cứ làm thẳng tay đi, đừng có lo, miễn sao là đẹp là được rồi.
Thì đây là mình vừa chạy xong, các bạn có thể thấy là nó hơi hơi quá cái mặt cái mình sẽ cần chôn rét lại ha, mình nhân đôi lên và mình làm lại cái bước đấy của trader nè, smoothing 2 ha. Và ở bước này thì mình sẽ làm lại bằng cách là làm cho một cái layer riêng, chứ không làm trên cái layer cũ nữa, không làm background nữa, mà làm ở background 2 copy. Ok, chờ cho nó chạy. À, lý do là bởi vì mình muốn có thể là mình sẽ không có làm mềm quá ở cái vùng mặt, cho nên là mình sẽ tạo một cái layer mask, sử dụng brush màu đen giảm opacity đi một chút xíu và bôi vào phần mặt màu đen ha. Ok, thì sau khi xong đó là sau khi mình sử dụng cái brush che bớt mặt này ha, thì bây giờ thì mình sẽ làm cho nó ở phần ngoài này. Hồi nãy là xử lý da ha, nhưng mà mình muốn lợi dụng cái đây để làm cho nó mờ một phần đi, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm cho nó gọi là mờ hơn một chút xíu nữa ở vùng ngoài. Mình sẽ nhân đôi cái layer background là layer nguyên gốc ha, mới chỉnh sửa ánh sáng thì nó thôi, nhân đôi lên, cần chôn chay kéo lên đầu. Và ở đây mình sẽ sử dụng một cái filter, đây là filter high pass. Filter high pass các bạn biết là sử dụng để làm nét, nhưng mà ở đây mình muốn dùng nó để làm công việc ngược lại, làm mờ. Mình sẽ các bạn sẽ tạo cho nó bình thường, thấy vừa đủ là ok, cỡ này là được rồi. Muốn mờ hơn thì chúng ta tăng hơn ha, ví dụ như vậy là hơi quá, mình sẽ chỉ để khoảng cỡ 9 là ok. Nó tùy tùy hình ha, như hình này độ phân giải cao nên mình có thể kéo lên 9, nhưng mà ví dụ như là hình của bạn là độ phân giải nó thấp á, thì có thể là 2, 3 là ok rồi. Thì sau khi mình đã high pass xong thì chúng ta sẽ để là soft light. Các bạn thấy là nó đang là làm nét. Nhưng mà mình sẽ làm ngược lại bằng cách là chọn vào cái layer high pass hồi nãy và mình bấm Ctrl Y, Ctrl Y ngắn ha, Ctrl Y. Rồi các bạn thấy đây là nó ảo tung chảo luôn. Thế nên là bây giờ mình sẽ, nếu các bạn thắc mắc tại sao lại như vậy, đây mình sẽ Ctrl Y ngược trở lại ha, và mình sẽ để lại là normal, không để soft line nữa. Thì ở đây các bạn có thể thấy là với khi chúng ta để high pass á, thì cái high pass nó sẽ giúp chúng ta gộp cái layer lại và tạo một cái contrast nhẹ trong những cái vùng nó tính từ cái nét ra. Hồi nãy cái radius á, thì nó tính từ những cái vùng nét trở ra, và những cái vùng đó nó để cho cái màu tối, và những cái vùng nào mà không có cái nét nhiều á, nó để vùng là nó hơi sáng hơn một chút xíu, sáng hơn 50%. Thì như vậy khi mà chúng ta để là soft light thì cái soft light này nó giúp chúng ta là tăng cái độ tương phản, chỗ nào sáng thì nó sẽ làm sáng, chỗ nào tối thì nó làm tối, thì nó sẽ hòa trộn với lại layer bên dưới sử dụng cái high pass hồi nãy và đã có cái màu đen màu trắng này ha, và làm cho bức ảnh chúng ta trông nó sắc nét hơn, bởi vì nó làm từ biên ra, các bạn thấy là nó sẽ sắc nét hơn đối với vùng này. Tuy nhiên mà khi chúng ta sử dụng Ctrl Y đảo ngược lại, đảo ngược màu lại, thì các bạn có thể thấy là đây ở những cái vùng nào mà có đường nét á thì nó sẽ lại để là màu sáng, và những cái vùng nào mà không có đường nét nó để màu tối. Thì khi mà chúng ta để soft light á, thì những cái vùng sáng này á nó sẽ bị đẩy sáng lên và nó làm cho mọi thứ nó mờ nhòe ra. Đó là cái lý do tại sao. Đó, chúng ta sử dụng là đảo ngược của high pass ha, đảo ngược của high pass và để là soft light. Ok, thì ở đây mình sẽ tạo một cái layer mask và xóa bớt ở cái vùng người mẫu đi. Tôi sử dụng là một cái gradient, để sử dụng gradient màu đen tới trong suốt và sử dụng màu cái dạng là hình tròn. Đó, ta cầm click từ mặt người mẫu và kéo ra tới nào mình cảm thấy vừa ý. Ok, mình thấy vậy là được rồi. Có thể thấy bên ngoài đang mờ hơn rất là nhiều ha. Thì sau khi đã làm xong như vậy thì các bạn có thể thấy là bức ảnh chúng ta đã tương đối nó trở lên là nó huyền ảo hơn và nó bắt mắt hơn. Tuy nhiên nó chưa đủ độ bắt mắt, bởi vì những cái mà chúng ta muốn cho người xem người ta cảm thấy thoải mái thì đó là cái tông màu. Tùy ở những cái tông màu phù hợp, ví dụ như là các bạn để ý khi mà những cái hình chụp ở những cái vùng ôn đới hay là vùng lạnh, khí hậu lạnh chẳng hạn, như Đà Lạt chẳng hạn,
Khi mà ta chụp ở những cái rừng cây á, đa phần nó cho chúng ta cảm giác rất là mát. Lý do là bởi vì đa phần những cái tông đó là tông màu xanh. Là tông màu xanh làm ta cảm thấy nó rất là thoải mái. Tương tự như vậy, ở đây mình cũng sẽ tạo một cái solid color màu xanh. Đây mình sẽ tùy, nhưng mà mình thích cái xanh này hơn. Tùy ha. Đa phần là nó khoảng nằm giữa cái màu xanh dương với lại màu xanh lá cây á. Để mức này, ok. Và để chế độ hỗ trợ là soft light. Sau đó giảm opacity đi khoảng cỡ 30%. Nếu các bạn cảm thấy nó hơi vẫn còn hơi quá thì giảm tiếp đi khoảng 20% chẳng hạn. Ok. Sau khi xong là mình sẽ cái này là color blend nó lại một chút xíu để nó cân bằng lại. Ví dụ như là color blend, đâu rồi? Đây color blend. Ở vùng highlight, highlight thì mình sẽ làm cho nó hơi lạnh. Tức là mình tăng blue lên một chút xíu này, tăng cyan lên một chút xíu. Rồi ở vùng shadow thì ngược lại mình sẽ tăng nóng. Bởi vì đa phần trong những cái tút mình đã có nói tới, những cái khi nào cái có thể là tùy trường phái, nhưng mà tùy theo cái trường phái của mình, theo cách của mình á, thì những cái ảnh mà mình blend lúc nào nó cũng đồng đều hai màu sắc nóng và sắc lạnh, nó cân bằng nhau thì thường sẽ thoải mái hơn so với việc là chỉ có tông nóng hoặc chỉ có tông lạnh. Ở mid tone thì mình tùy các bạn, có thể là mình sẽ cho đỏ và tăng red lên một chút xíu, tăng blue lên chút xíu, nó sẽ lên hơi hơi tím, mộng mơ tí xíu. Thì mình sẽ để ở đây là color, bởi vì nên chỉnh the color ha. Color đây cũng vậy. Ok, phải được rồi. Sau khi chỉnh xong, mình có thể là mình sẽ hue saturation và làm cho cái vùng màu da. Màu da đây tương đối ổn, nhưng mà mình tốt nhất là mình cứ tăng thêm chút xíu cả. Mình sẽ tăng vừa màu da và vừa tăng luôn cả màu cây luôn ha, cỏ đó. Tăng saturation lên chút xíu này và tăng hue lên chút xíu thì cho nó mát hơn. Tùy mức độ ha, tùy tấm ảnh thôi. Ok, sau khi đã làm xong các bạn cảm thấy là tạm ổn. Tuy nhiên ở đây mình cảm thấy là người mẫu chưa nó nổi lắm. Mình sẽ tăng sáng ở cái vùng người mẫu lên chút xíu bằng cách là tăng level ha, tạo lớp level, tạo lớp curve, sorry, tạo lớp curve tăng lên chút xíu để chế độ là luminosity, bởi vì mình chỉ tăng sáng thôi. Sau đó mình đang có layer mask rồi, mình sẽ tô màu đen lên. Hai cách, một là các bạn sử dụng cái xô màu đen này bôi trọn vào trong cái layer layer mask ha, click lên phát đổ màu đen xong. Hoặc là chúng ta làm cách ngược lại, đó là phím tắt Ctrl Y đảo màu, tức là đây là màu trắng này ha, mình sẽ Ctrl Y đảo lại màu trắng thì nó đổi thành màu đen, vậy thôi, nó nhanh hơn. Ở đây mình sẽ sử dụng gradient, ngược lại mình sẽ sử dụng là màu trắng, từ trắng tới trong suốt, và sử dụng hình dạng tròn ha, angle. Mình sẽ kéo lại chút xíu. Ok. Thì tạm ổn. Thế đây mình cảm thấy contrast chưa đủ. Contrast lên tí. Rồi. Đối với một số hình, đối với một số bạn, nếu mà thích ta thể tăng vibrant lên. Vibrant thì nó cũng tăng màu giống như saturation thôi, nhưng mà vibrant nó tăng cái màu thứ cấp và nó giữ lại cái skin tone, tức là màu da nó khá ổn, cho nên là mình sẽ tăng vibrant lên để cho màu sắc nó đậm đà hơn. Thì ok, đã làm xong cái bức hình blend màu rất là lung linh rồi. Tùy cái bức ảnh mà chúng ta cảm thấy cái độ sử dụng nó tốt hay không. Ví dụ như là ở bức hình này chẳng hạn, ở bức hình trước các bạn không cảm thấy được cái mức ảnh hưởng nhiều của cái color field. Tuy nhiên là ở những cái bức ảnh mà chúng ta có nhiều cái vùng tối thì các bạn có thể thấy là cái color field nó ảnh hưởng lên khá là nhiều. Đó, nó làm cho bức ảnh chúng ta trông rất là mát. Cho nên là tùy những cái bước này các bạn có thể giữ lại, và mình sẽ chỉ cần thay đổi một chút xíu ở những cái vùng background cho nó phù hợp. Và sau khi làm xong, tùy bức ảnh ha, có thể một số bức ảnh các bạn có thể dot and burn nó lại cho nó phù hợp. Rồi ok, thì đó là tất cả về cái rất là ngắn gọn ha, về cái bước sử dụng Photoshop để mà blend màu và huyền ảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. Hẹn gặp các bạn ở tút sau. Nhớ like, share và subscribe channel của mình ha. Cảm ơn các bạn.